Và các bạn, người Cờ Lao có một phong tục rất đặc biệt, đấy là lễ đặt tên cho con. Và hiện nay tôi đang có mặt tại một gia đình và họ chuẩn bị tiến hành lễ này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem họ tiến hành như thế nào nhé. Bây giờ thì họ đang bắt đầu những phần lễ như nào đấy bạn? Bây giờ là họ đang để được một đứa con gái, được hai buổi sáng. Tức là con gái thì hai buổi sáng là lễ đặt tên cho con. Còn phần con trai thì là ba buổi sáng là lễ đặt tên cho con. Có một đôi gà là báo để cúng cho tổ tiên, để báo tổ tiên rằng là để được một đứa con là hôm nay sẽ đặt tên cho con. Vâng. Thế đầu tiên mình đang nhìn thấy đây là ông thầy cúng đang cầm đôi gà và dưới thì như có một bát nước và bên trên thì là bàn thờ, thì bạn có thể nói cái diễn biến đang xảy ra không? Thế là cái diễn biến xảy ra thì lúc đầu thì thắp hương. Vâng. Cái thứ hai thì lấy đôi gà với lại lấy cái bát nước với lại lấy cái cục thang kia và khi, trước khi làm thì phải đổ bát nước vào chỗ cái cục thang ấy để nó ra cái khói, tức là tắt cái lửa kia để gọi là có cái khói bay lên để báo với tổ tiên. Rồi. Vâng. Mình thấy là quan sát đây là bàn thờ tổ tiên của người Cờ Lao cũng là đặc biệt, thì bạn có thể giới thiệu cho mình một chút đây là cái vật dụng để treo trên phần gác kia là gì? Cái vật kia là cái xương của con lợn. Thì là cái hàng xương của con lợn ấy thì là thể hiện là một năm người ta mộ một con lợn cho tổ tiên thì một năm nó sẽ có một chiêu một cái hàng của đấy để cho báo cáo với tổ tiên là mỗi năm đều đã có cúng tổ tiên một con lợn, đúng không? Sau khi mà cúng xong tổ tiên thì mình thấy là họ có di chuyển sang bên này, thì không biết đây để làm gì vậy? Đây là có một cái đá, tức là họ cho vào bếp ấy thì nó nóng, xong rồi có ngải cứu cho lên trên thì là báo, tức là có những cái gì không sạch thì thông báo là cho nó bay hơi đi. Có cái gì may mắn thì gọi về nhà. Gọi là như thế. Vâng. Tiếp sau đây thì họ sẽ làm gì? Đây như họ đang làm bây giờ là như nào? Họ sẽ cho nước vào và họ sẽ cho nước cho ngải cứu lên trên. Rồi cho cái đứa trẻ mà được đặt tên ấy thì quay mấy vòng chỗ kia để cho nó bay cái hơi, gọi là cái hơi quả là người vừa đẻ mùi tanh hay cái gì đó bay hơi đi. Vâng. Theo thì tôi quan sát thấy thì bây giờ là người mẹ đang bế đứa trẻ quay một hai vòng qua cái đá và cái lá ngải cứu, đúng không? Vâng. Sau đây thì họ đang chuẩn bị là di chuyển sang bên kia thì làm gì bạn? Để sang bên kia thì cái bên kia cũng có tổ tiên, gọi là cái bàn thờ gian giữa. Thì là sang bên kia thì họ cũng báo bên kia, bóng bà thần bên kia nữa. Vừa nãy mình có quan sát thì mình thấy là người ta lại đặt cái hòn đá và cái ngải cứu ở góc của cái cột nhà. Thì đây cái cột thì theo mình quan sát là cái cột chính, thì cái ý nghĩa nó là gì? Cái cột chính, cái này gọi là cái cột chính như một cái nhà ấy. Thì cột chính thì gọi là như kiểu là một cái ông chủ nhà. Và họ muốn báo cáo với chủ nhà về cái lễ đặt tên này cũng như về cái đứa bé này với cả nhà. Sau đấy thì có thể là di chuyển sang hai buồng để cho đứa trẻ tham quan cũng như là báo cáo với cả gia cả ba gia nhà. Thế thì họ đang tiếp tục cái kết thúc của cái lễ này là gì bạn? Họ kết thúc xong họ mới mổ gà. Khi mổ gà xong thì làm xong rồi, tao tổ tiên ăn xong rồi thì người mình bắt đầu ăn. Thì bắt đầu ăn thì cho các cụ đặt tên cho cháu. Thưa quý vị và các bạn, sau khi tiến hành các phần lễ cho phần đặt tên cho đứa trẻ thì bây giờ hai bên gia đình nội ngoại cùng ngồi lại để bàn bạc việc đặt tên cho đứa bé. Bây giờ tên của đứa trẻ thường do cha mẹ hoặc ông bà đặt, sao cho không trùng với các thế hệ tổ tiên trực hệ hoặc anh em thân thuộc. Có thể nói, đặt tên cho con là một thành tố văn hóa, tôn giáo rất quan trọng, liên quan đến nghi lễ vòng đời của dân tộc Cờ Lao.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian bàn bạc thì cô bé đang trên tay tôi đây đã được đặt tên, và tên cô bé là Vân Thị Mây. Ôi nào. Đối với mỗi người cớ lao, từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt về với tổ tiên đều phải trải qua các nghi lễ như lễ trưởng thành, lễ cưới, lễ địa táng, lễ ma khô. Trong đó đặt tên là nghi lễ đầu tiên rất quan trọng của một đời người. Thưa quý vị và các bạn, không sống quá cao như người Mông, cũng không sống quá thấp như người Tày, người Cờ Lao chọn các sườn núi gần nguồn nước để làm nơi cư trú, bởi trên các sườn núi họ có thể trồng cấy và canh tác thêm nhiều loại cây khác. Ký sự về người Cờ Lao ở thôn Má Chề, xã Xính Lùng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập sau với người Mông vùng cao.